Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành công nghiệp thép đang hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, theo cam kết của chính phủ tại COP26. Để thực hiện mục tiêu này, mỗi doanh nghiệp trong ngành thép cần hành động tích cực hơn, không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, qua đó giảm lượng khí thải carbon trong sản phẩm, nhằm đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng đi đôi với bảo vệ môi trường. Ngành thép có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế. Đây là ngành công nghiệp nền tảng, vật liệu đầu vào cho các ngành kinh tế quan trọng như cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, ngành thép lại là ngành sản xuất được xếp vào loại có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, cần áp dụng nhiều quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường. Nguồn chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất gang thép là nước thải, khí và bụi thải, chất thải rắn. Ngoài ra, việc ngành này còn sử dụng nhiều năng lượng như than, gas, điện, dầu và các chất phụ trợ như hợp kim, điện cực, khí trơ. Để thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26, các cơ quan chức năng đã và đang xây dựng, triển khai kế hoạch hành động của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu và lộ trình trung hòa carbon của ngành công thương đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong vai trò quản lý nhà nước, Bộ Công Thương đã phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đáng chú ý, Luật Bảo vệ môi trường cũng như Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã phân loại ngành sản xuất thép là ngành có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, mỗi doanh nghiệp ngành thép sẽ phải tuân thủ các điều kiện ngặt nghèo hơn, đặc biệt là liên quan đến chất thải, khí thải, xử lý nước thải, bụi, nguồn thải, v.v. Là một doanh nghiệp thuộc ngành thép Việt Nam, chúng tôi luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và trong nhiều năm qua, chúng tôi đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đầu tư đổi mới công nghệ, thực hiện sản xuất kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực sản xuất và luôn là đơn vị tiên phong trong ứng dụng và nghiên cứu các công nghệ sạch thân thiện với môi trường trong sản xuất thép. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, ngành thép Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi số, tối ưu hóa công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, ngành thép đã có bước phát triển đột phá và vươn lên mạnh mẽ để trở thành nhà sản xuất thép thô thứ 13 thế giới, đứng đầu ASEAN về sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và đáp ứng được các đơn hàng xuất khẩu, ngành công nghiệp thép cần hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh để đạt được mục tiêu phát thải carbon bằng không vào năm 2050. Từ tháng 10 năm 2023, thì các cái doanh nghiệp mà xuất khẩu thép sang EU sẽ phải thực hiện việc kiểm kê và báo cáo khí thải nhà kính nhằm đáp ứng, giúp cho, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thép Việt Nam. Hiệp hội Thép Việt Nam sẽ tổ chức phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường và các tổ chức có liên quan thì tổ chức cái hội thảo tập huấn về kiểm kê và thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, sẽ giúp cho các doanh nghiệp thép Việt Nam, các nhà sản xuất thép Việt Nam nắm vững được các cái quy định, quy trình và thủ tục thực hiện việc báo cáo và kiểm kê báo cáo khí thải nhà kính. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến chính sách pháp luật bảo vệ môi trường trong ngành thép. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra, cũng cần triển khai các giải pháp một cách đồng bộ như không phê duyệt những dự án đầu tư với công nghệ lạc hậu, không đảm bảo điều kiện môi trường, trang bị đủ hệ thống thiết bị kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất thép theo TCVN và tiêu chuẩn ISO 14000, chú trọng tới công nghệ sản xuất sạch hơn, đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị. Có như vậy, ngành thép sẽ nâng cao được hiệu quả trong bảo vệ môi trường và tăng trưởng bền vững theo xu thế chung của các nước trên thế giới.